Ngày 2 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã có mưa rải rác ở một số nơi, mang lại nguồn nước tưới quý giá đối với các diện tích cây trồng đã bị khô hạn do nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua. Cụ thể, theo số liệu đo được tại các trạm đo mưa, các khu vực có lượng mưa nhiều nhất là Tân Phước 20,6mm, xã Tân Hòa 20mm, cùng tại huyện Đồng Phú, thành phố Đồng Xoài 14,8mm, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng là 8,6mm. Ngoài ra, một số địa phương có mưa nhỏ rải rác một số nơi như huyện Bù Đăng, huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, thị xã Phước Long và thị xã Chân Thành. Dù những cơn mưa diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng đã góp phần xua tan cái nóng nực oi bức đã diễn ra nhiều tháng qua, khi nhiệt độ ghi nhận tại Bình Phước luôn ở mức trên dưới 40 độ C. Hơn thế nữa, nhiều diện tích cây trồng cũng đã được giải khát, khi nhiều khu vực người dân có nước tưới tiêu, khi giếng khoan, giếng đào đều đã cạn khô.